Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái cục gỗ rất chi là hầm hố. Và đó chính là một cục gỗ vô cùng giá trị khi mà chúng tôi tìm kiếm và mua được. Đây là chúng tôi đẽo cái khúc gỗ keo này để xem là nó có cái màu và nó có vân hay không. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một cái cục gỗ mà được vứt bỏ trong rừng rất là lâu rồi. Và tôi cũng không ngờ hôm nay kiểm tra thì mới phát hiện ra được rằng đó là một gốc cây xá xị rất là thơm. Thật sự với quý vị thì nó vẫn còn quá nhiều tinh dầu, mùi thơm của gỗ xá xị, mặc dù là bỏ ở trong rừng quá lâu rồi, nó lũa như thế này mà bây giờ tôi cầm con dao tôi đẽo nó ra mà nó rất là thơm. Và quý vị có biết điều gì xảy ra khi cái cục gỗ này chúng tôi mang về? Một điều kỳ diệu rất may mắn đối với chúng tôi, đó chính là chúng tôi hôm nay mới kiểm tra để xem là cái gỗ lũa này vân viết nó có đẹp không, nó có giá trị không. Và tôi sẽ test cho quý vị để cho quý vị xem là cái cây gỗ này cái vân hay là lu nó như thế nào. Đang chặt cái chỗ này và kiểm tra thì cái chỗ này thì nó không có lu. Nhưng cái chỗ này thì nó chỉ có vân thôi. Và mùi thơm của cái gỗ xá xị này, khi mà chúng ta biết được rằng là vứt ở trong rừng bao nhiêu năm như vậy mà đến bây giờ nó vẫn còn mùi thơm, thật đáng kinh ngạc, đúng không ạ? Cây gỗ này thì nếu mà tuổi thọ của nó theo như dân gỗ kinh nghiệm thì người ta đánh giá là có vài trăm năm tuổi. Và cây gỗ này được vứt ở trên rừng chắc cũng phải được đến vài chục năm rồi. Bây giờ chúng tôi tìm kiếm được cái phôi gỗ này. Nó rất là quái dị. Nó lũa, nó hình mặt nguyệt. Nó thể hiện một cái sự tự nhiên rất là lớn. Vâng, và tôi đã nhìn thấy ở khu vực này nó rất là nhiều lu. Lu gai của gỗ xá xị đây. Tôi sẽ test cho quý vị xem. Đấy, lu rất là nhiều. Tức là cái cây gỗ này nó là lu xung quanh. Sau đây thì tôi sẽ tìm thêm các cái điểm lu để cho quý vị ngắm và tôi test cho quý vị xem. Đây, toàn bộ là lu, quý vị nhìn này. Các cái đốm chấm xoáy đấy, đó chính là lu gỗ xá xị đấy. Quý vị thấy giá trị không? Cây gỗ này mà, sang bên này tôi lại tiếp tục, cây gỗ này mà nó là cây gỗ nguyên thủy thì tốt biết mấy. Đây, bên này đây, cũng rất nhiều lu. Đấy, vị nhìn thấy đẹp không? Toàn lu xoáy hết. Xung quanh toàn lu thôi. Tôi test về cái khu vực dưới này cho quý vị xem. Đấy, cho tí nước vào cái nó nổi hẳn lên. Mặc dù cái cây gỗ này đã không biết bao nhiêu năm rồi mà màu của nó vẫn rất là đẹp. Thật sự là đáng kinh ngạc. Quý vị nào mà có những cái cục gỗ như thế này thì quý vị lên để ý, và quý vị có muốn sở hữu hay làm bất cứ một cái gì thì quý vị cũng lên cân nhắc. Bởi vì cái gỗ này nó có lu là một dòng gỗ nó rất là quý rồi. Cây gỗ này, cục gỗ này thì chúng tôi cũng mua cũng khá là đắt. Nhiều lu lắm, bản thân tôi nhìn thấy xung quanh nó toàn là lu thôi.
Mới đầu thì chúng tôi cũng chẳng để ý gì, nhưng mà đến hôm nay mới bỏ ra để test thử thì mới thấy là nó quá nhiều lu. Đấy, lu rất là nhiều luôn, sợ không? Anh em thấy giá trị chưa? Vâng, một cục gỗ nhìn thì chúng ta cảm tưởng như là vứt đi đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta bỏ, chúng ta test thử thì thấy cực kỳ giá trị. Vâng, đến đây chúng tôi chia sẻ cho quý vị cũng đã rất là kỹ rồi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Nếu quý vị xem video thấy hay, thấy giá trị, quý vị hãy nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào nút quả chuông. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Nếu như quý vị có những cái phôi gỗ to, đẹp, giá trị thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp đến số 0968 152 070 của Trung tâm Đồ Gỗ Văn Sáu. Xin chân thành cảm ơn.